Hello, Cuộc Sống Sài Gòn TV xin chào tất cả các bạn. Hiện tại là đây là góc ngã tư Điện Biên Phủ, Cách Mạng tháng 8 nha các bạn. Thì thôn nữ Cà Tím mấy ngày nay thì rất là đông rần trên các mạng xã hội YouTube nha các bạn. Thì hiện tại là tại cái địa điểm mà đường Cách Mạng tháng 8 ngã tư này thì có hai mẹ con cũng bán cà tím, một người con gái thôn nữ nha các bạn. Đây xuất hiện nè. Đây, những trái cà tím. Mình bán là từ mấy giờ tới mấy giờ cô? 1 giờ ra mà 2 giờ mới có gà bán. À vậy hả? Mình bán là từ bao giờ cô? Tháng mấy hả? À. Một bịch vậy là bao nhiêu tiền hả chị? 30 à. Đây. 30 là mấy trái cà? 5 trái. Chục là 5 trái. 20 là 3 trái. À, là bịch 20 cũng có, bịch 50, 30 cũng có không chị? Đây những trái cà này. À, bịch cà 30 đó là chị tính gì chị? Tính tiền. Đẹp hả? Tính tiền. Tiền. Tiền hả? Dạ. Quyên hả? Tuyên hả? À chị Tuyên. À, tiền nha các bạn. Quyên, chị Quyên hả? Đây là con gái chị hả? Con gái nãy giờ tưởng hai chị. À, con gái là nhiêu tuổi rồi? 14 tuổi hả? Con gái là phụ mẹ à, bán cà tím nè các bạn. Có chị cho xem mặt được không để cho mọi người biết mình hơn chứ bịt đó là mọi người không có biết. Mọi người cái mặt thấy người đúng rồi, con gái lấy cái khẩu trang ra đi không sao đâu, cho mọi người mới biết được chứ. Lấy khẩu trang không sao đâu con. Mình chị em mình bán cà không, mình có bán gì đâu không chị? Chị là quê ở đâu? Ở Sài Gòn luôn hả? Dạ. Hay không, ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn nhưng mà không có nhà, ở nhà trọ. À, ở nhà trọ hả? Ở quận mấy? Quận nhà quận 7. Quận 7. À, ở quận 7 mà mình chạy lên qua đây mình bán hả chị? Chị hôm nay bao nhiêu tuổi rồi mà thấy con gái con lớn ha? Ba mấy hả? Ba mấy tuổi mà có con gái 14 tuổi rồi. Nhìn chị trẻ lắm. Là bao nhiêu tuổi chị? Tôi ba đứa con lận. Ba đứa con hả? Ba đứa. Bé này là bé lớn không nhất là chị? Bé giữa. Giữa hả? Đây hai mẹ con nha các bạn. Chị Nguyên. Đây là có nước mắm luôn nha các bạn. Ở đây thì có đặc biệt là có nước mắm, mỡ hành cũng mỡ hành luôn nha các bạn. Đây. Thì cái bịch này là 30 hay là 2? 20. À bịch này là 20 nha mọi người. Còn bịch này là 3 hả? À 5 trái á là 5 là bịch to nè. Ờ 5 trái. Còn là 30 mà đây có bán chú bên này có con chị bán cái kia đó chị. Mọi người biết là không biết. Bán cái kia là chị bán cái kia tên gì ta? Quên. Chị hai. Chị bán cái kia tên gì? Con gái năm nay học lớp mấy rồi? Lớp 8 hả? Con gái là thường có thường ra phụ mẹ hay là chỉ ngày thứ bảy chủ nhật thôi? Dạ con nghỉ học thì nào cũng muốn ra. À con nghỉ học rồi hả? À. Con gái nghỉ học rồi này các bạn, thì ngày nào cũng phụ mẹ nha các bạn. Đây nãy bé nói bé tên gì bé? Là Yến hả? Bé Yến. Người lớn em là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 20. 20, bé hình như là 10, đây là 14 nha các bạn. 14 tuổi bé Yến là thôn nữ Sài Gòn Gà Tím. Bán từ 2 giờ đến 6 giờ. À. Mỗi ngày mình bán là bao nhiêu chiếc gà chị? Mỗi ngày thường thì bán 30 kg, mỗi ngày phải bán 20 kg. À, bình thường là bao nhiêu? Bình thường là 30 kg. Mai sẽ đông á, em nghĩ là mai đông. Mai sẽ đông. Chị cũng chân chất là thôn quê. Chị nói là chị Quyền nói là chị có ba đứa con nha các bạn. Quyền hả? Chị cho em hỏi là Quyền có ba đứa con. Bảy á là cũng có nhiều công nhân với lại là cũng đông người nên chị cũng bán bản mà mình qua đây xa. À. Còn bên đây là mình quen hả chị? Chị á.
Con gái thấy nướng cà tím thì phụ mẹ thì như thế nào? Thấy bình thường, bán được nhiều thì vui. À, bán được nhiều là vui hả? Là sao mà con gái nghỉ học? Tại vì mẹ nuôi ba đứa con rồi. À, mẹ nuôi ba đứa con hả? Đây là phải phụ. Còn đứa em nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi? Dạ, 4 tuổi. 4 tuổi hả? Bé nhỏ nhất ở nhà đi học hay vậy? Còn chị lớn hơn đó là có chồng chưa? Dạ, 4 tuổi chị, là chị lớn hơn nghe hơn cháu hai con. Hả? Anh hai. À, anh hai hả? À. Đi làm vậy. Lớn đi làm rồi, chị. Dạ. Đây nè, thôn nữ cà tím Sài Gòn. Bé là mới 14 tuổi nha các bạn. Chạy cười cho em chụp coi ảnh nha chị. Nước cà đi anh. Nước cà đi anh ơi. Cà ngon này á. Rất là ngon. Nãy giờ mình bán được nhiều chứ chị? Cuộc sống Sài Gòn TV á, mình ghi nhận là những địa điểm nè, hiện tại là cà tím rất là đang hot trên cộng đồng YouTube. Các bạn thì tại một cái góc ngã tư thì phát hiện lại cái địa điểm cà tím của hai mẹ con của một cái chị cũng bán được hơn một tháng rồi nha các bạn. Ngày bán khoảng 30 kg. Món cà tím dân dã thôn quê hiện tại con gái đang làm. Ngày mai mình có bán không chị? Ngày mai chủ nhật nghỉ. À, chủ nhật là nghỉ hả? Chủ nhật ta đi nghỉ làm được giám đó. À, là mình bán thứ hai đến thứ bảy thôi. Tím luôn cho con gái nha, để cho mọi người ủng hộ nha. Chị cười rất là dễ thương nha. Nha chị. À. Gái hiền quá à, lâu lâu cười những chi. À. Tháo khẩu trang ra. Con tháo khẩu trang ra cho mọi người biết được không? Thì sợ nổi tiếng. Quay bán đâu chứ đâu. Giới thiệu để cho mọi người biết á, mọi người đến ủng hộ hai mẹ con. Ví dụ ngày bán dù 30 thì lên 50, 60 lên 100 gì đó. Trời ơi, mẹ ở đây có nước mắm làm sẵn này. Nước mắm làm sẵn luôn, mỡ hành. Ok, chờ người ta muốn bạn đánh xem live trực tiếp luôn. Cái giống cà này là như là một giống cà Đà Lạt đó chị. Mình lấy chợ đầu mối nha. Con gái làm thôi chứ con trò chuyện cho mọi người biết đi. Dạng lên đây là
14 tuổi nha các bạn, nên là thôn nữ, thôn nữ. Mẹ ghẹo không? Mẹ ghẹo. Mạnh dạn mẹ. Là một đứa gái nè. Mẹ ghẹo à, bữa sau là con gái không có đi bán phụ à. À. Có không? Yến ơi, bữa sau có đi bán phụ không? Có. Có. Yến ngày mai là anh biết Yến chắc chắn là không có đi bán rồi đó. Ngày mai, ngày mai được là nghỉ đó hả Phong Yến? Dạ. Ừ. Chủ nhật nghỉ. À, chủ nhật nghỉ, còn bắt đầu là ngày thứ hai. Thứ hai là mình bắt đầu mình bán từ 2 giờ chiều cho miết tới tối. Ừ, để phụ mẹ. Ừ. Cuộc sống Sài Gòn TV các bạn thì mình ghi nhận lại nè, một cái địa điểm Cà Tím nóng lắm vì nó chiếu trực diện luôn mà không có nắng nữa. Nói chung em bán gì đó. Rồi.